chiều qua cũng đại diện bên trong đây những anh bạn sẽ đội nhau có lên cháu là những cái loan hương xin bao giờ rất nhiều với nhiều.
Giờ mày hết mệt mày. Mệt uống miếng nước rồi kìa. Hôm giờ là cú sút của Ronaldo. Uống nước đi con. Uống lẹ đi mày ơi. Trong nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi sao rồi mày? Ê ơi, cái đó mày đập vô đó là nó nghỉ mai luôn á. Nằm xuống đây nè mày. Nó nhây kìa. Mày nằm lẹ đi mày ơi. Mày tự nằm được vô khi nữa giờ. Rồi để ông kia luôn, để ông kia luôn. Đếm 1, 2, 3 mày dụng nó xuống luôn nha. 1 2 3 nó chơi mày làm thiệt mày. Vâng, bây giờ cũng đại diện bên trong gia đình của dành tặng cho mày là 100 ngàn đồng nữa đó mày. Còn mấy nghe tưởng đâu trái bít nó rụng. Vâng, bây giờ anh cũng đại diện bên trong gia đình của dân tàn cho đời giờ. Còn đẹp cháu là một cặp tên. Xin lỗi gia đình rất nhiều quá nhiều. Mày không chịu chết kiểu này thì tao cho mày chết kiểu khác mày. Đem bánh trái trộn ra trộn cho nó ăn. Mày chết kiểu này không chịu cho mày chết kiểu khác. Nó đi đâu rồi? Mày trốn cũng đâu có hót được tao đâu con. Trốn chạy quá ha. Mày thấy cái này là cái gì không mày? Vâng, mày cũng đại diện bên trong gia đình tôi dành tặng cho mày thêm 50 ngàn nữa mày. Lộn cho giòn các bạn. Nhưng mày thâu rồi à. Chơi là mày. Hai thằng vô nắm hai cái này ra đây. Một thằng leo lên chính giữa. Bự á.
ngoài có bên nó mày lội xuống nó mày luôn đó. Mày đi qua cái đống miễn này. Mày kiếm mấy tờ tiền nữa cho tao. Mày để cái tờ này vô xóa lá đi. Bỏ qua đi cho không. Đi qua. Mày nhắc kỹ cho lấy gấp lên ông nội. Bà con ủng hộ mà. Không phải muốn dễ lấy mày. Còn nữa, ngồi lên cho tao. Gấp hết lên. Vũ bụi luôn coi. Vũ bụi. Lẹ lên. Lẹ như mày. Còn một tờ nữa. Trời ơi mày không buông của mày. Rồi lấy hai cái giò trà xuống con chơi mà cho con chơi nó mòn bớt. Trà mạnh lên. Lị gì vậy? Bước qua đây. Đứng qua con chỗ vậy. Bịt miệng chưa? Lát ra tầm xá gấp. Chưa dính mà rồi em đổ cái này ra đó đi chị không được nó rồi lấy cái khác vô em ba đi rồi cái này mày lấy cái giò không đi lên luôn mày lẹ lên cắt cổ mày à đi qua luôn mày ừ đi qua luôn Đinh không có gì được chết. Bước lên. Thẳng cái người lên. Bước rồi lên đó rồi nhún nhảy đó. Bước đại lên. Chế đại đi chú. Phung thổi bùa vô luôn. Cầu chế luôn. Chế đại đi chú. Cầu chế ừ đó. Không kêu chế luôn. Rồi bước qua mày. Ừ. Ba à, xôi tao kêu mày đi chứ không kêu mày ăn nha. Ăn ngon không? Tụi tao ăn miếng coi. Trời trời lột quá mày ơi. Bê luôn hả mày? Bước qua mày. Quay hả? Ừ. Nhảy rồi, đúng rồi. Nhảy rồi, nhảy thiệt hả mày? Nằm xuống mày. Để chị gái ủng hộ 110 đồng, biết cảm ơn mày. Lên lên nằm xuống. Má kêu mày gấp ra mày. Lên lên nằm xuống. Nghe tội nè, trước khi diễn biệt cõi trần. Còn Phan, mày nhiêu ký vậy? Có 40 ký không nội ơi. Thôi, bữa hai tao mới chín lần. Ê, chẳng bạn nội. Thôi tao tát thử coi. Gì mày kêu xéo thắng lẹ đi xéo thắng á đầu trước sờ sẵn chở đi ra đét đi ông nội ơi mày đã lôi gỗ kiện ông nội đâu chở đem về đem đi chị chôn ở cái mày mày không trời ơi trời Việt Nam đó lượt đi có lượt về mày nghe nói nào trước khi diễn biệt khỏi trần có lời gì chắc có mà con có bán không mày có mình trước khi theo của ông về dưới năm cũ bước qua năm mới chúc bà con ở đây trong gia đình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe. Nó nói mấy câu này tết nhất tới là tào phái đó không có nói gì tầm bậy tầm bạ nghe chưa mà ngăn phát tài phát đạt lúc nào tiền được rồi đó tiền cũng đầy tối hết ông nói bà con có bác thương tình ông hỏi chú đỉnh để tôi theo ông cụ về dưới luôn nội ơi hay à, trời ơi
ủng hộ mày tao mày mày nãy sớm muộn mày cũng lôi ra một câu tào lao à. Thiệt của bà ngoại đó. Còn cơ sở dịch vụ mai táng cho họ một tháng đâu ông nội. Rồi trước khi mày dính bị coi trần mày dịch vụ cơ sở mai táng cho họ một tháng làm gì? Nói không. Nhớ tôi có chết theo ông cụ thì nhớ nhớ kiểm cho hợp gửi về Tiền Giang lâu rồi em đạp mày dậm cái này ra tao cũng chết nữa. Trời thì hình hết xin sọ hòm hả mày? Ông cho mày cái bọc bữa không? Mày đây mày gửi gửi về tới Tiền Giang là cá ghẻ hết ông nội đây. Ai vậy? Trả treo mày. Mày. Bà ngoại có một đồng vậy. Có đồng luôn đó trời. Ủa bà ngoại giống mày ơi. Bà ngoại ơi trái giúp mày ơi. Chú mày. Ông chú kêu kiếm chén là bự thôi. Ông bên gia đình chị gái mới nãy giờ ủng hộ tụi mày 100.000 đồng. Nãy giờ cảm ơn chị gái chưa? Em cảm ơn nha chị gái. Chúc chị gái lúc nào trẻ mãi không già, sống lâu 100 tuổi, ngày nào cũng tiền vô như nước nha chị. Trời ơi. Mày chút là nghe ngon là mày giấu nó mày. Không có được lấy nha mày, tao nói mày lần này là lần cuối cùng á. Còn mày làm cái mày đặt tôi biết sao nằm sắp rồi. Hả? Ôi trời. Thằng lắm mày. Khóc gì đây mày, ngọc của ăn gian nữa. Rồi. Nằm xuống mày. Nằm thẳng xuống. Để đồ đắp nó lại đi. Cái gì đó? Đắp lên nó tay còn đè nó. Trời ơi, nó cũng lỡ tay chút xíu chứ mày làm mày lao vào hàng nó sớm hoài vậy. Mày hử thử coi. Mày còn cái tính thảm mà kêu tao hử. Nó hồi đi bấm kho muốn chết luôn không? Nó đẻ lên mũi tao mà nó còn đẻ nữa. Da tao cũng chết. Trời ơi, đi vô năng nỉ mượn được là hên rồi mà đặt nó thôi. Thôi nữa. Trở về đi mẹ, không có gì xài nữa. Trời mình tha cái gì kỳ vô mày. What? Bậy rồi. Mày tha cái cánh bơm là chịu không nổi nữa. Mày tha thức giữa nữa. Đắp nó đi cho nó ngợp nó chết luôn. Thấy sao mày? Tao hết dám lại gần rồi đó. Mới vẫn cần có về nhà đâu mà tắm. Anh em đâu? Gạch đem vô. Đi đàng hoàng đó, bắt ở trên mình buông mà lại xuống cũng được. Chứ mình đừng có té chết ngồi. Nó chơi làm việc mày. Thôi được rồi, nó lỡ mày ơi. Thôi được rồi, buông ra đi. Rồi để chúng ta kéo cái đó lên. Cái gì nữa đâu rồi. Tao kéo cái này xuống. Mày cái tay gì trời. Tao tôi đang kéo mày xuống thằng này. Rồi. Để gì cao chưa? Được chưa? Được chưa? Được rồi, tao thử cái nữa coi mày có ăn chát mày. Rồi chắc ăn rồi đó. Giết mày được này cho mày thấy phò nó cũng nó mất cà. Mày đem cho ngoài không đi. Gì? Không đâu đeo tấm tán cho nghèo đây không muốn rồi. Trời ơi, nhà không có thôi mà ra cắt tấm cho nghèo luôn mày. Thôi, nó phải nói chứ nhà làm sao không tội. Sao nữa mày? Tao xưa nhóc mày không lấy mày đi tấm tán cho nghèo. Rồi. Trời ơi, con quỷ hơn nhiều chuyện quá. Cái gì hả? Vô điểm coi. Trời ơi, quen tay nó mày chuyển diện luôn rồi. Vâng, kiếm tử sẽ tử con quỷ này nghe bà con. Nếu nó có đủ bản lĩnh thì tha cho nó, còn nếu không đủ bản lĩnh thì cho heo hò làm khổ nhà heo gì. Rồi,
ông hát. Ây da, thưa anh ơi, ở đây nhiều gái quá thưa mày. Đại đức chúng vừa đẹp này, vừa là